Máy điện Zion tinh chất đa năng, dưỡng da, nâng mặt, thẩm thấu tinh chất. Máy điện Zion tinh chất đa năng là sản phẩm chăm sóc da với công dụng chính giúp thúc đẩy dưỡng chất như kem, serum vào sâu bên trong da. Được thiết kế với kiểu dáng nhỏ nhắn, dễ cầm nắm, màu vàng gold sang trọng, tần số rung cao, sử dụng các dòng điện nhỏ làm các phân tử tích điện chuyển động trong dung dịch, giúp đẩy tinh chất dưỡng thẩm thấu sâu vào biểu bì của da, giúp da hấp thụ các dưỡng chất tối ưu nhất, giúp thư giãn, hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn, giúp gương mặt thon gọn, săn chắc hơn. Cách sử dụng đơn giản. Bước 1. Làm sạch da. Bước 2. Thoa dưỡng chất lên da. Bước 3. Chuyển máy sang chế độ on. Bước 4. Di chuyển máy nhẹ nhàng trên da theo hướng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, kết hợp theo chiều kim đồng hồ. Duy trì sử dụng thường xuyên để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.